Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với lại kênh Quốc Thái CVC. Chiều hôm nay em Thái làm một video ngắn về nhận định thị trường tuần đấy cũng như là kịch bản hành động để quý anh chị nhà đầu tư tham khảo. Và trước khi đến với lại nội dung chính của video này, anh chị nhà đầu tư mọi người ấn lại hộ lấy kim, đăng ký kênh và thông báo cũng như là chia sẻ video này lan tỏa đến nhiều người xem hơn giúp em Thái ha. Rồi, đầu tiên là chúng ta tổng kết thị trường tuần vừa qua là thị trường chung điều chỉnh gãy kênh xu thế tăng trung về dài hạn và sau đó về lại vùng 1120, 1130 và sau đó có sự hồi phục kỹ thuật. À, lý do thị trường chung chạm về vùng này và em Thái chia sẻ mọi người đó là dạ là khả năng về vùng này sẽ có nhiều hồi phục, nó đến từ câu chuyện đó là vùng hỗ trợ mạnh. Vừa đầu là vùng mà vừa index chúng ta tích lũy khoảng tầm là 3 đến 5 tháng, sau đó dạ test lại và vượt đỉnh thành công. Và khi nó vượt lại thành công thì khi nó quay đầu trở lại thì đây sẽ là đỉnh trước sẽ là hỗ trợ sau. Kết hợp lại vùng hỗ trợ giữa chặt tháng, đúng không? MA 50 chặt tháng cũng như kết hợp với lại đường MA 200 trên chặt tuần thì chứng tỏ là dạ 1120, 1130 là vùng hỗ trợ rất mạnh. Và câu chuyện thị trường chung của chúng ta về là vùng hỗ trợ mạnh này và có sự hồi phục kỹ thuật. Vậy thì sau nhịp hồi phục kỹ thuật này thì thị trường chung của chúng ta có khả năng tạo đáy hay không? Ok mà thì đó là câu hỏi mà em đánh giá là bây giờ rất nhiều nhà đầu tư mọi người đang chờ đợi, đúng không? Rồi và thị trường tuần vừa rồi là thị trường mà em có chia sẻ chị cho tôi kịch bản rất là cụ thể, đó là khi mà thị trường về vùng này này là vùng là để chúng ta có thể là dạ, để có thể thăm dò vùng hỗ trợ 20 đến 30%. Đúng không ạ? Và kỳ vọng có thể một nhịp hồi kỹ thuật về lại 1160, 1170 và vừa rồi là tuần mà diễn đúng ý kịch bản em chia sẻ, đúng không ạ? Và chắc chắn là anh chị mua ở vùng này là có ít nhất là lợi nhuận trong T cộng. Đúng không ạ? Và góc nhìn này thì em cũng đã chia sẻ với lại quý anh chị khách hàng của CVC đó là vào ngày 27 tháng 7 và đang nhìn một và điểm mua rất là cụ thể chi tiết. Đúng không ạ? Và khuyến nghị anh chị nhà tôi thăm dò 20 đến 30%. Thì đến thời điểm hiện tại chiều hôm thứ sáu, đây là danh mục mà em khuyến nghị anh chị nha, có lợi nhuận rất tốt vào ngày 27 tháng 9 này. Và chiều ngày 29 đúng không ạ? Thì cổ phiếu về thì em có chia sẻ rất rõ ràng đó là dạng lợi nhuận từ 5 đến 10%. Anh chị nào T cộng thì canh hưng phấn chốt lãi, còn anh chị nào muốn nắm giữ vị thế thì anh chị cứ nắm giữ, nếu nó không vi phạm để mua có nghĩa là một lãi và hai là hề vốn thôi. Thì vậy điểm mua vừa rồi điểm mua có lợi nhuận, đúng không ạ? Vậy thì với thị trường hiện tại nhịp hồi phục kỹ thuật này thì chúng ta có kỳ vọng tạo đáy hay không thì anh chị có thể tham khảo thị trường chung của chúng ta hiện tại. Về cơ bản các lần trước cũng chia sẻ với nhà rất nhiều rồi, tín hiệu đầu tiên để thị trường chung tạo đáy đó là nó xuất hiện 2 đến 3 đáy chặt giờ và đi kèm với điều kiện xác nhận thì đó sẽ là cái đáy số 1. Còn trường hợp nó không có tín hiệu xác nhận thì không bao giờ nó là đáy đâu quý chị nhớ, và hoàn toàn có những kịch bản buồn chắc. Em lấy ví dụ chẳng hạn như ở đây đây, tạo hai ba đáy chặt giờ nhưng mà nó không có tín hiệu xác nhận vượt qua đỉnh trung tâm thì vẫn còn kịch bản buồn chắc. Nhưng tuy nhiên ở đây nó lại giả tạo hai đáy này và sau đó nó bước được đỉnh trung tâm thì nó lại đi lên, đúng không ạ? Tạo hai đáy bước đỉnh trung tâm và đi lên. Và thị trường chung của chúng ta giai đoạn này anh chị lưu ý ha, quan điểm cá nhân em đánh giá rất khó có thể cái tạo hai đáy chặt giờ và hình chữ V đi lên như cái nhịp vừa rồi, mà cùng lắm nó sẽ hồi phục về một mốc nào đó và sau đó tiếp tục điều chỉnh tích lũy, người ta gọi là một giai đoạn xoay quay thôi. Tích cực nhất giai đoạn này em đánh giá là xoay quay nếu nó vẫn giữ được cái vùng hỗ trợ hiện tại thôi. Và thị trường chung của chúng ta hiện tại anh chị thấy đó là gì ạ? Là mọi người thấy là gì ạ? Nó cũng đã tạo được hai đáy chặt giờ rồi. Và tuần sau là tuần mà em đánh giá khả năng sẽ test lại đáy quanh quanh vùng 1120, 1140 gì đó. Và câu chuyện hiện tại test đáy thành công hay không nó rất quan trọng anh chị nha. Ví dụ như đây là hai đáy này. Thị trường chúng ta có thể test lại vùng dưới này và sau đó hồi phục đi lên mà bứt được khỏi vùng 1165 ấy. Thì thời điểm đó nó sẽ xác nhận cho thị trường chung của chúng ta có thể tạo được một đáy ở đây. Thì sau đó nếu mà thị trường chung về lại 1170, 1180 và điều chỉnh trở lại thì đây sẽ là vùng hỗ trợ rất mạnh. Thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có kỳ vọng một kịch bản thị trường sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh xoay quanh tích lũy trong khung thời gian này. Ok mà cầu đi lên chữ V như thế này rất khó, quan điểm cá nhân này như vậy. Còn trường hợp mà thị trường chung hồi phục trở lại mà không vượt qua được vùng này thì vẫn có thể kịch bản bull market diễn ra. Đúng không ạ? Vẫn có thể kịch bản bull market diễn ra. Vậy thì với những kịch bản đó thì anh chị lưu ý những hành động như sau. Quan điểm cá nhân em đánh giá hiện tại nếu mà thị trường chung của chúng ta test về lại vùng này thành công và sau đó có thể bước được 1165 là thì đó xác nhận tạo đáy thành công. Sorry cái nhà tạo được một đáy quanh một này 1120, 1130 thì hành động thì nhà tới hiện tại mà anh chị đang có vị thế 20-30% anh chị có thể gia tăng 50% nha. Còn nhà tới hiện tại đã chốt lại T cộng và nhà tới đang phun tiền thì anh chị có thể thăm dò 30%. Còn kịch bản hiện tại nó bull cap thì nhà tôi hiện tại đang nắm giữ cổ phiếu 20-30% có lợi nhuận thì anh chị chặn lại đi, đúng không ạ? Hoặc là anh chị đang cầm tiền thì anh chị tiếp sẽ tiếp tục hoàn cap. Thì đó là hai kịch bản hành động và rất cụ thể và chi tiết để quý anh chị nhà tôi tham khảo chuẩn bị cho cái tuần vừa mới nha. Và quan điểm cá nhân em đánh giá hiện tại thì ngắn hạn thì đang có tín hiệu tạo đáy nhưng mà chưa có tín hiệu xác nhận. Còn về hiện tại góc nhìn về đáy trung hạn giai đoạn này thì em đang khá là kỳ vọng quanh vùng MA 200 gạch ngày đó là 1100 cộng trừ 5 đến 10 điểm nha, tại vì hiện tại đây là đường MA 200 chặt ngày là vùng hỗ trợ rất mạnh. Thị trường chúng ta hiện tại vẫn đang đóng cửa dưới MA 100 ngày và cũng rất nhiều kịch bản có dưới MA 100 ngày và sau đó nó cũng đã đáy lại. Nhưng tuy nhiên cũng có những kịch bản nó dưới MA 100 ngày và sau đó nó bị gãy. Thành ra tuần đấy sẽ là tuần cực kỳ quan trọng xem là thị trường chung chúng ta có xác nhận được một đáy ở vùng này hay không hay sẽ là bull cap nha. Thành ra là quan điểm cá nhân em đánh giá là tuần đấy là tuần mà anh chị nhà tư mọi người đang tập trung đó mà theo dõi để có thể là đưa ra những quyết định chính xác nhất. Chúc tất cả quý anh chị nhà tôi có một tuần giao dịch thành công và hiệu quả. Và anh chị nào muốn đồng hành cùng CVC anh chuẩn bị cho nhịp sóng này thì anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình. Và trước khi rời buổi lên video này, đúng không ạ? Thì anh chị có thể ấn lại một like kim
chia sẻ và đăng ký kênh thông báo cho anh Thái. Cảm ơn tất cả quý anh chị nhà tôi rất nhiều. Chúc anh chị nhà tôi có một buổi chiều tối chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai tuần sau trên kênh Quốc Thái CVC vào lúc 14:50. Cảm ơn mọi người rất nhiều.